Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Đến hẹn lại lên hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 3 2022, vườn kiển Trung Hậu tọa lạc tại số A33 đường Dương Thị Mười, phường Tân Thế Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục giao lưu cho các bạn một lô hàng. Một lô hàng này nhà vườn cũng là đa số là những loại dòng mai mai chú thị truyền thống các bạn ha. Và khi xem phim, nếu các bạn thấy em nào hợp nhãn thì liên hệ trực tiếp với chủ vườn. Theo số điện thoại là 0932 696 239, 0932 696 239. Và khi xem phim, các bạn đừng quên nhấp like, nhấn chuông. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ nông thôn những video mới nhất các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp đàn hậu quen thuộc của vườn kiển Trung Hậu. Rồi chào hậu. Rồi em cũng xin chào anh Năm luôn nha. Năm chào tất cả các anh em mình hết nha. Chúc anh em mình dồi dào sức khỏe đi ha. Có sức khỏe sẽ thành công tất cả ha. Hôm nay thứ tư mình chào lại cái clip cũng tầm trung trung, là một người bưng tay được, chủ yếu là chắc cũng mai chứng thủy là nhiều. Mình nói cho cái hình thức mình kinh doanh cho anh em mình nắm rõ ha. Tức là clip thứ tư mình báo giá tại vườn, không bao ship. Anh em nào mua 3 cây trở lên là mình sẽ bao ship, mình giữ 3 cây thì mình không có bao ship ha. Anh em nào chốt cái nào rồi thì chuyển khoản mình trước 50%, còn 50% là bên ship nó sẽ thu hộ về cho mình. Rồi chỉ có vậy thôi hả Năm? Rồi ok. Thường rồi không có thời gian cô bác chị anh chị, chúng ta tiến hành làm việc. Số 1. Cây số 1 là cây mai chứng thủy lá nhĩ quý nha. Mình đo cái dòng đế của nó rất thế toàn đẹp đó nè. Dòng đế của nó là 77. Nằm như hình như quái thú luôn ha. Dòng eo của nó là 23. Tán rộng là 70, chiều cao là 42. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 1.4 triệu nha anh em. 1.4 triệu. 1.4 triệu. Rồi cây số 1, 1.4 triệu. Cây số 2, mai chứng thủy, cây lá lớn nha anh em. Lá lớn nha. Dòng eo của nó là 24. Tán rộng là 50. Chiều cao là 46. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 800 ngàn nha anh em. 800. Mang mã số 2. Số 3, một cây lá nhĩ quý nha anh em. Dòng eo của nó là 31. Tán rộng là 70. Chiều cao là 74. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Chào giá là 1.5 triệu nha anh em. 1.5 triệu nha. Mang mã số. Số 3 là 1.5 triệu nha. Số 4 là một cây lá nhĩ quý luôn nha anh em. Có cái thẻ bên đây nha anh em. Rồi dòng eo của nó là 34. Tán rộng là 54. Chiều cao là 61. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha.
chào giá là 1,2 triệu nha anh em, 1,2 triệu nha. Nâng mã số 4, số 4, 1,2 triệu. Số 5, một cây việt quế nha anh em, quế nha, lùng luôn nè. Dòng eo của nó là 31, tán rộng là 56, chiều cao của nó là 53. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Chào giá là 1,5 triệu nha anh em, 1,5 triệu nha, 1,5 triệu. Mang mã số, số 5. Số 6 là một cây mai chân thủy lá như quý luôn nha anh em. Rồi, dòng eo của nó là 28, tán rộng là 52, chiều cao là 49. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Chào giá là 1,2 triệu nha anh em, 1,2 triệu. Mới mở số 6, rồi con mã số 7 là lá nhiều quý luôn nha anh em. Dòng eo của nó là 30, tán rộng là 55, chiều cao của nó là 63. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá cũng là 1,2 triệu luôn nha anh em, mang mã số 7. Mã số 8 cũng là cây mai chân thủy luôn nha anh em, đá nhị quý luôn nha. Rồi dòng eo của nó là 32, tán rộng là 74, chiều cao là 47. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá cũng là 1,2 triệu luôn nha anh em, 1,2 triệu nha. Mang mã số, số 8. Rồi số 9 cũng là cây mai chân thủy lá nhiều quý luôn nha anh em. Dòng eo của nó là 25, tán rộng là 57, chiều cao là 56. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá cũng là 1 triệu nha anh em, 1 triệu nha, 1 triệu. Mang mã số, số 9. Số 10 là một em việt quế nha, dòng eo của nó là 39, tán rộng là 55,
chiều cao là 62. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi, chào giá là 1.700.000 nha anh em. 1.700.000. 1.700.000 nha. Vượt quế lá lớn hả? Vượt quế lá lớn. À, loại lá lớn ít gặp loại này hả? Ừ. Mang mã số 10. Đây, 11 cũng là mai chương thị lá nhị quý luôn nha anh em. À, dòng eo của nó là 30, tán lỏng là 59, chiều cao là 46. À, quay vòng cho anh em mình coi nha. Để chào giá là 1.200.000 nha anh em. 1.200.000, bán mã 11. Rồi, 12 là một cây mai chứng thị lớn lớn nha anh em. Nó là 33, tán rộng của nó là 49, chiều cao là 43. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 1.200.000 nha anh em. 1.200.000, mã 12. 2 là 1.200.000. Rồi, 13 cũng là mai chứng thủy lá lớn nha anh em. Dòng eo là 36, tán rộng là 60, chiều cao là 50. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi, chào giá là 1.300.000 nha anh em. 1.300.000, mang mã 10. 13. 1.300.000. Rồi, 14. Cũng là mai chứng thị lớn nhiều quý luôn nha anh em. Dòng heo mình đo chỗ này là 57, tán rộng cũng là 57, chiều cao cũng là 57 luôn. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 1.300.000 nha anh em. 1.300.000. 1.300.000. Mang mã số 14. Rồi, 15 cũng là cây mai chứng thủy lớn nhị quý luôn nha anh em. Dòng heo của nó là 30, tán rộng là 57, chiều cao là 44. Rồi, quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi, chào giá là 1.000.000 nha anh em. 1.000.000 nha. Mang mã số 15. Đây, 16. Một cái mai chứng thủy lá lớn nha anh em.
vòng eo của nó là 32, tán rộng của nó là 45, chiều cao của nó là 49. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Chào giá là 1.3 triệu nha anh em. 1.3 triệu. 1.3 triệu. Mang mã số 16. Mười bảy cũng là cái mai chứng thủy lá lớn nha anh em. Vòng eo của nó là 24, tán rộng là 54, chiều cao của nó là 40. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 800.000 nha anh em. 800. 800.000. Mang mã số 17. Tám, tiếp tục một cây mai chứng thủy luôn nha anh em, lá nhiên quý luôn nha, có cái thẹo đây miếng luôn nha. Dòng eo của nó là 34, tán rộng là 56, chiều cao của nó là 54. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá cũng là 1.2 triệu luôn nha anh em. 1.2 triệu nha. Mang mã số 18. Rồi tới nữa là cũng là cây mai chứng thủy lớn như quý luôn nha anh em. Dòng eo của nó là 22, tán rộng của nó là 55, chiều cao của nó cũng là 55. Quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi chào giá là 1.000.000 nha anh em. 1.000.000 nha. Mang mã số 19 hả? 19. 1.000.000. Nữa là 20 cũng là cây mai chứng thủy lớn như quý luôn nha anh em. Này bộ để đẹp luôn à. Dòng eo của nó là 37, tán rộng là 62, chiều cao của nó là 52. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Chào giá là 1.4 triệu nha anh em. 1.4 triệu. 1.4 triệu nha. Mang mã số 20. Cũng là cây mai chứng thủy lớn như quý luôn nha anh em. Dòng eo của nó là 29, tán rộng nó là 59, chiều cao của nó 48. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 1.2 triệu nha anh em. Mang mã số 21. 1.2 triệu. Tới nữa là một em mai chứng thủy
lá nhiều quý luôn nha anh em, đang nhú mầm. Đang nhú mầm. Rồi, dòng eo của nó là 39. Tán rộng của nó là 54. Chiều cao của nó là 62. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 1.4 triệu luôn nha anh em. Mang mã số 22. 22. Yeah. 1.4 triệu nha anh em. Đấy, nó là một cây mai chân thủy lá lớn nha anh em. Lá lớn nha. Dòng eo của nó là 33. Tán rộng nó là 60. Chiều cao của nó là 55. Rồi, quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi, chào giá là 1.5 triệu nha anh em. 1.5 triệu. Mang mã số 23. Rồi, tám luôn mà. 24 là một cây mai chân thủy lá nhiều quý luôn nha anh em. Dòng eo của nó là 29. Tán rộng của nó là 59. Chiều cao của nó là 67. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 1.5 triệu nha anh em. Mang mã số 24. Rồi, một cây mai chân thủy lá như quý luôn nha anh em. Dòng eo của nó là 25. Tán rộng nó 68. Chiều cao nó là 59. Rồi, quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi, chào giá là 1.4 triệu nha anh em. Mang mã số 25. 1.4 triệu. Là một cây mai chân thủy lá nhiều quý luôn nha anh em. Dòng eo của nó là 20. Tán rộng là 57. Chiều cao của nó là 57. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 1 triệu nha anh em. 1 triệu. Mang mã số 26. 1 triệu nha anh em. Hai mươi bảy là một cây mai chân thủy lá nhiều quý luôn nha anh em. Dòng eo của nó là 30. Tán rộng là 52. Chiều cao của nó là 47. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 1.2 triệu nha anh em. Mang mã số 27. 1.2 triệu. Tiếp tục em mang mã số 28. 28 cũng là mai chân thủy lá nhị quý luôn nha anh em. Dòng eo của nó là 27.
Tán rộng của nó là 57, chiều cao của nó là 64. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 1.3 triệu nha anh em. 1.3 triệu, mang mã số 28. Cũng là mai trương thị lá nhiều quý luôn nha anh em. 25, tán rộng của nó là 58, chiều cao của nó là 50. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 1.3 triệu nha anh em. 1.3 triệu nha, mang mã số 29. Mang mã số 30. Cũng là kết thúc luôn cái clip này luôn nha anh em. Ok, em mang mã số cuối cùng của cái lô chào giá hôm nay, mang mã số 30, cũng là cái mã chú thị lá nhiều quý luôn nha anh em. Dòng eo của nó là 47, tán rộng nó là 56, chiều cao của nó là 62. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 1.5 triệu nha anh em. 1.5 triệu mang mã số 30. Cũng kết thúc chương trình báo giá ngày hôm nay. Năm Thu một lần nữa cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem cái clip này. Chúc các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và hậu ơi. Chúng ta phải nói lời chia tay với cô bác dành chị mình thôi em ơi. Rồi em cũng xin chào anh Năm nha anh Năm. Chào tất cả các anh em mình hết nha ông. Chúc các anh em mình dồi dào sức khỏe đi ha. Có sức khỏe sẽ thành công tất cả ha. Mình cũng mong các anh em mình là ủng hộ clip này cũng như là ủng hộ mấy clip vừa qua. Thành thật là nhà vườn Trung Hậu cảm ơn mấy anh em mình rất nhiều nha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp.